Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16 từ câu 29 tới câu 33. Một hôm, các môn đệ Đức Giêsu thưa: "Đấy, bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự, và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến." Đức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả, và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khổ. Nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian." Quý vị và các bạn thân mến, Helen Keller có câu: "Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối." Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. Câu nói của Helen Keller từ hình ảnh thông thường của cây hướng dương dẫn chúng ta đi vào lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu: "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian." Chúa Giêsu đã trải qua muôn vàn những khổ đau, bị chống đối, bị hiểu lầm, bị phản bội và cuối cùng đã phải vác thập giá, chịu chết và sống lại, nhằm mang bình an và hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những khổ đau này. Người đã gắn kết tất cả mọi khó khăn trong tình yêu và thánh ý của Chúa Cha. Và Người đã xác tín cho chúng ta thấy Chúa Cha đã luôn ở cùng Người. Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Chính vì thế, lời an ủi của Chúa Giêsu nói với tông đồ xưa cũng là lời mà Người muốn gửi đến cho chúng ta. Sinh ra trong cuộc đời, chúng ta sẽ phải đối diện với khó khăn của phận người. Có lúc chúng ta sẽ cảm thấy chán nản, buồn phiền, mệt mỏi và thất vọng. Tuy nhiên, đã là Kitô hữu, là con cái của Chúa, chúng ta không thể để những khó khăn của cuộc đời xóa tan niềm hy vọng và bình an trong Chúa. Chúng ta sống đức tin Kitô hữu qua những sóng gió của cuộc đời, thì chính đức tin này sẽ rèn luyện và Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để vượt thắng tất cả. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi đau khổ bằng tình yêu, sự hy sinh và khiêm nhường. Chúng ta cũng phải học nơi người mẫu gương này và hãy loại bỏ mọi hành vi kiêu căng, hống hách, gian dối trong đời sống của chúng ta.